Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình đến nhà của em Nhân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai nè quý vị ơi. Đó, để đơm ha, tay cành cỏ luôn. Đẹp ha. Đây, chào nha. Dạ, em chào anh Tấn ạ. À, chào cô chú anh chị ạ. Thì hôm nay em có về lô mai pho mai vàng nha anh chị. Muốn giao lưu với anh chị thì em tên Nhân ạ. Số điện thoại em là 0343437062 đó, mà số Zalo mà. Thì nước pho hôm nay của em là bao sóng bao ship nha anh chị. Rồi. Rồi em vào clip cây mã số 1 ạ. Rồi, mã số 1 đây quý vị. Dạ, cao là 20 tới cầu rễ ạ. Rồi, cái hoành luôn. Hoành thân đo vị trí này là 18 ạ. Rồi, xây xây. Quý vị ngắm nghe kỹ nha, để nha quý vị. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, cây số 1 em giao lưu giá là 18 ạ. Rồi, 18 ha. Rồi, xuống cây. Đây, mã số 2. Đợi, em cho thông số anh nói ha. Dạ. Cao cho cậu ghế là 20 ạ. Đợi vô cái hoành luôn. Hoành là, hoành thân là 15 vị trí này ạ. Rồi, 15. Rồi, xe xe luôn. Dạ, cây mã số 2 em giao lưu giá là 250k ạ. Rồi, xuống cây luôn. Dạ, mã số 2 giá 200 nha anh. 200 của gì ạ? Dạ, lộn. Rồi, mã số 3 luôn. Rồi, cho chiều cao nó ha. Dạ. Dạ, chiều cao là 15 ạ. Rồi. Dạ, cái hoành luôn. Dạ, hoành thân đo vị trí này là 16 ạ. Rồi. Dạ, luôn nhiêu em? Dạ, cây mã số 3 em cho lưu giá là 250k ạ. Rồi, xuống cây luôn. À, tiếp tục lên mã số 4 luôn nha quý vị. Đó, mã số 4. Rồi, mình cho chiều cao nó ha. Dạ, cao tới cổ rễ là 25 ạ. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, hoành thân đo vị trí này là 15 ạ. Rồi, đầu sổ ha. Sổ rễ 29 ạ. Rồi, xe xe luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, cây mã số 4 giao lưu giá là 400k ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn cái gì? Số 5. Này để khổ có cái mình đẹp quá đây. Rồi, chiều cao luôn em. Dạ, chiều cao thì cổ ghẻ là 55 ạ. Rồi, này mình đo hai vị trí ha. Một dạ. Vị trí trên cái cổ, vị trí ở cái mình ha. Rồi, cái cổ đó là nhiêu? 22 ạ. Rồi, đo cái mình nó nhiêu em? Đo cái mình thử vậy nha quý vị. Đó, kéo vậy ha. Dạ là 31 ạ. 31 có gì? Sổ rễ 25 ạ. Rồi, xe xe luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, cây mã số 5 này em giao lưu giá là 1.6 triệu ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục cái gì đây? Mã số 6 luôn. 6 có nguyên cái củ ốc mà. Nguyên con ốc luôn. Đó. Rồi, cho chiều cao nó luôn ha. Dạ. Cao tới cậu ghế là 60 ạ. Rồi. Hoành luôn cái gì? Hoành thân em đo ngay vị trí này là 22 ạ. Rồi, xây dòng hai dòng cho diện xem ha. Dạ. Nguyên con ốc luôn đây. Đó. Thì chán. Đó, thử con ốc đó hả? Dạ, đó, thử con ốc nè. Đây, con ốc bu. Dạ, như đây là 40 ạ. 40. Cũ. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, cây mã số 6 này em giao lưu giá là 1.500.000 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 7. Em trực tay cành để nôm luôn. Rồi, chiều cao nó ha. Dạ. Cao nó là 69 ạ. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, hoành em đo vị trí này là 22 ạ. Rồi, đậu sổ luôn em. Sổ luôn hả cái gì? Bên sổ. Sổ 20 ạ. Rồi, xe xay luôn. Trực tay cành quá vậy, cành đều ha.
để sổ đều cộng bự luôn. Rồi vô luôn nhiêu đen? Dạ cây mã số 7 em vô lưu giá 550 ạ. Rồi 550. Rồi cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 8 luôn. Rồi cho chiều cây mã số 8 ha. Dạ cao là 70 ạ. Rồi xuống vành luôn. Hoành thân đo vị trí này là 19 hoành ạ. Rồi 19 hoành nè quý vị. Dạ. Có cái củ gọn gọn đó là nhiêu đây? Dạ tịch xuống cái củ là 22 ạ. 2 ha. Đó, cầm tay cành nè quý vị. Rồi xuống đế luôn. Đế phân bố cũng tứ diện ha, đầy đủ. Rồi vô luôn nhiêu em? Dạ cây mã số 8 vô lưu giá 450 ạ. Rồi xuống cây luôn, 450. Tiếp tục luôn, mã số 9 luôn rồi quý vị. Rồi mã số 9. Rồi chiều cao mã số 9 luôn. Dạ chiều cao là 1m ạ. Rồi tay cành đều rang. Cành là từ trên xuống nè quý vị. Rồi xuống cái vành luôn đi em. Vành không có gì. Dạ vành này thân em đo ngay vị trí này là 19 ạ. Rồi xem vòng luôn 19 vành quý vị ơi. Rồi 19 vành mã số 9 vô luôn như em. Dạ mã số 9 em vô lưu giá 450 ạ. Rồi 450. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 10. Một em trực tay cạnh đều ha. Đế dưới cũng đều luôn. Rồi cho thông số của chiều cao nó ha. Dạ. Tay cành đều quá quý vị. Chiều cao là 82 tới cô gái ạ. Rồi. Tay cành đều rang. Rồi vô cái quành luôn đi em. Quành thân em đo vị trí này 18 ạ. 18 đúng luôn. Đó, đế đều luôn quý vị. Đó, mặt bên đây ha, kính nè. Mặt bên đây cũng kính luôn ha. Chỗ nào cũng có. Rồi vô luôn như đen. Dạ cây mã số 10 này em vô lưu giá 500 ạ. Rồi xuống cây luôn 500. Rồi mã số 11 một em trực đế nôm luôn quý vị ơi. Sổ cũng khá là dài đây. Rồi cho chụp cao luôn nha. Dạ cao tới cổ ghế là 70 anh. Rồi 70. Tay cành đều quý vị nè. Trực tay cành đều nôm ha. Này trồng nó cũng hàng tương lai quá vậy. Hoành ngay vị trí này ha. Dạ. Đó là dạ 21 hoành ạ. 21 đúng luôn. Đó. Đó có cái củ tông quay nạc nạc này đây. Dạ củ nghe vị trí này là 30. 30 đậu sổ luôn đi. Sổ. Dạ sổ 25 ạ. Sổ tới mặt bầu đó 25. Rồi. Xe xây đế luôn. Đế thì đều luôn quý vị. Năm này quý vị mà trồng ha. Vài năm nữa cộng đế nó bự lên, thân bự lên nó là ok ha, đẹp ha quý vị. Rồi cho luôn như đem. Dạ cây mã số 11 vô lưu giá là 1,1 triệu ạ. Rồi 1,1 triệu quý vị. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 12. Tại cành cũng đều luôn. Ốc thì hơi lắc nhẹ một xíu. Tại cành đều rang ha. Rồi mình cho chiều cao nó luôn. Dạ chiều cao nó là 1m1 ạ. Rồi tại cành này có gì đều luôn ha. Rồi mình xuống cái quành nó luôn nha. Dạ. Đó trên cái hòn đo trịch xuống thử nó nở cỡ như sao ha. Dạ quành em đo vị trí này là 24 quành ạ. 24 nè, đo trịch xuống chỗ phần nở dưới đây nè. Đó, nở nè. Dạ là 30 ạ. 30 luôn. Đó, đo trên 24, đo dưới 30 ha. Dạ, sâu rễ 22 ạ. Rồi, sẽ xây đế luôn. Đó, đế cộng lực hay gì, trải đều với bầu luôn. Đó. Tay cành thì đều. Dạ luôn như em. Dạ cây mã 12 em vô lưu giá là 1,1 triệu ạ. Rồi 1,1 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 13 luôn nha quý vị.
Đây mã số 13. Em này mắt trúc nè. Ngẩn ngẩn trong mình ha. Đó. Rồi, chiều cao nó luôn. Dạ ta cao tới cổ ghẻ là 52 anh. Rồi. Mắt trúc tay cành đều. Vì nó mới kỹ cái phần tay cành với cái thân nó ha. Thân mắt trúc. Rồi mình xuống cái quành của nó luôn nha quý vị. Dạ quành đó vị trí này là 22 ạ. À. Rồi, 22 đúng luôn, không dư không thiếu luôn nha quý vị. Vừa chỉ mí luôn. Rồi, vô luôn như em. Dạ cây 13 nó vô luôn giá 900 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên mã số 14 luôn. 14 của ông em trực tay cành đều đế cũng nên ha. Sao cũng khá là đều đây. Rồi cho chiều cao ha. Dạ. Cao nó tới cậu ghẻ là 54 ạ. Rồi. Tay cành như vậy. Rồi xuống cái quần của nó luôn ha. Dạ quần đo vị trí này là 23 ạ. Rồi 23. Trịch xuống cái cũ là 30 ạ. Rồi cậu nở 30. Dạ sổ rẻ là 22 ạ. Cho cái nồi bầu này, cái nồi hết cái dòng đế này coi như vậy. Đế này cũng đặc quá nè. Dạ tổng nồi là 1m1 ạ. 1 ha. Rồi xay xay luôn. À, số 14 như vậy. Vô lưu như em. Dạ cây 14 em vô lưu giá 1,2 triệu ạ. À, 1,2 triệu ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục mã số 15 luôn. Cái cây kìa. Rồi cho chiều cao luôn em. Dạ cao tới cổ ghẻ là 95 ạ. Rồi. Vì không nghĩa thân cạnh nữa ha. Cạnh đều rang. Rồi vô cái quành luôn nha quý vị. Dạ quành em đo vị trí này là 25 ạ. Rồi 25 đúng. Để luôn. Dạ sổ rễ là 25 luôn ạ. 25 luôn. Rồi xe xe luôn, để luôn. Rồi thân cạnh mình cũng kỹ lại ha. Rồi vô lưu nhiêu đem? Dạ cây mã 15 em vô lưu giá 1,5 triệu ạ. Rồi 1,5 triệu. Rồi xuống cây luôn. 25 quạch. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 16 quý vị. Cành đều rang ha. Rồi cho chiều cao em nói luôn nha. Cành đều rang luôn. Dạ chiều cao tới câu ghẻ là 1m ạ. Tay cành nó vậy. Đó, đẹp ha. Rồi xuống cái quành luôn. Có cái củ đặt luôn. Đặt mặt thức kia ra cái. Cái quành đo vị trí này là 22 ạ. Rồi đo cái củ luôn. Củ nạc nè. Này nguyên cái củ nạc luôn. Dạ củ là 35 ạ. Rồi củ nạc 35. Rồi để luôn. Để sổ đều xung quanh cái củ nạc luôn. Rồi vô luôn như em. Dạ cây mã 16 vô lưu giá là 1,2 triệu ạ. Rồi xuống cây luôn. 1,2 triệu. Rồi tiếp tục luôn. Số 17 luôn. Mã số 17 quý vị. Rồi cho chiều cao nó luôn. Mã số 17. Dạ chiều cao tới cậu ghẻ là 52 anh. Rồi cành đều ha. Rồi xuống cái quành nó luôn nha quý vị. Dạ quành em đo vị trí này là 22 ạ. Rồi 22 dư luôn ha. Xíu nữa mới 23. Để luôn em. Vì không nghe kỹ đế ha.
Rồi giao lưu nhiêu đây em? Dạ cây mã 17 em giao lưu giá là 1.1 triệu ạ. Rồi xuống cây luôn, 1.1 triệu. Rồi tiếp tục luôn, mã số 18 luôn. Rồi cho chiều cao nó luôn em. Dạ cao tới cổ rễ là 57 ạ. Rồi tay cành cũng đều, cái hoành luôn ha. Dạ. Dạ hoành em đo vị trí này là 20 ạ. 20 đúng. Dạ sầu rễ là 24 ạ. Rồi xe xe luôn. Rồi giao lưu nhiêu em? Dạ cây mã 18 em giao lưu giá là 900 ạ. Rồi xuống cây luôn, 900 ngàn. Rồi mình lên mã số 19 luôn. Dính giùm cái. Rồi mình cho chiều cao nó luôn em. Dạ. Dạ cao tới cổ rễ là 1m1 ạ. Rồi 1m1, tay cành đều rang nè quý vị nè, đoạn tay cành nè. Rang luôn ha. Rồi mình xuống cái hoành em nó luôn nha quý vị. Tay cành thì khẩu chơi ha. Cành bự mà nó đều nữa. Rồi đo ngay đây nó là. Dạ hoành đo vị trí này là 21 ạ. 21 đúng luôn. Củ nạc. Dạ củ này là 30 ạ. Rồi. Xem dòng cái củ đế luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ cây mã số 19 em giao lưu giá là 800 ạ. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 20. Rồi, số 20 ha. Rồi cho chiều cao em nó luôn em. Dạ. Cầm tay cạnh này cái gì. Dạ chiều cao nó là 75 tới câu rễ ạ. Rồi một chút đo hoành luôn đi. Rồi cái hoành. Dạ hoành thân đo ngay vị trí này là 22 ạ. Rồi 22 hoành đúng luôn. Sổ rễ 20 ạ. Rồi xe xe đế luôn. Rồi giao lưu như đem. Dạ cây mã số 20 em giao lưu giá là 600 ạ. Rồi xuống cây luôn, 600 quý vị. Rồi số tiếp theo luôn. Số 21. Rồi cho chiều cao nó ra ha. Số 21 quý vị. Chiều cao là 62 ạ. Rồi mình cho cái hoành luôn. Hoành thân đo vị trí này là 22 ạ. Rồi 22 hoành. Để luôn em. Rồi giao lưu như em. Dạ mã số 21 giao lưu giá là 800 ạ. Rồi xuống cây luôn, 800. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 22 quý vị. Rồi chiều cao luôn ha. Dạ. Cao tới câu rễ là 75 ạ. Rồi. Dạ vị trí này có cái thẹo do dân chuyển nha. Rồi thẹo nhỏ không sao. Dạ. Rồi xuống vành quý vị. Dạ vành đo vị trí này là 21 ạ. Rồi. Móc hoành để giáp dòng ha. Đều ở trên này, chỗ nào cũng có. Bố bố nhẹ nhẹ xuống ha. Rồi giao lưu như em. Dạ cây 22 em giao lưu giá là 750 ạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục lên 23 luôn có gì đây. Rồi mã số 23. Rồi cho chiều cao luôn ha. Dạ cao tới cổ rễ là 62 ạ. Rồi đó cái hoành thân ha. Dạ. Đó,
vòng tròn. Dạ, hoành đây là 18 ạ. 18. Có củ nở nè. Dạ. Dạ, cái củ là 29 ạ. Rồi, củ nở 29 luôn. Sổ nhẹ 20 ạ. Rồi, để xây luôn, sổ 20. Rồi, giao lưu như em. Dạ, cây mã số 23 này em giao lưu giá là 650k ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn, 24 qua quý vị ơi. Rồi, cho chiều cao nó luôn. Dạ, chiều cao nó tới cầu ghẻ là 72 ạ. Rồi, 72 cao qua quý vị. À, xuống cái hoành của nó luôn à, nha. Dạ. Dạ, hoành thân đó ngay vị trí này là 18 hoành. Rồi, 18 hoành. Để luôn. Đây, để đây. Đó, để bốn mặt có đủ ha quý vị. 18 hoành. Rồi, cho luôn nha em. Dạ, cái mã số 23 này, 24 này em giao lưu giá là 400 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 400 ngàn. Rồi, tiếp tục lên mã số 25 luôn. Mã số cuối clip hôm nay. Rồi. Cho cái chiều cao nó luôn ha. Dạ. Dạ, cao tới câu ghẻ là 77 ạ. Rồi, 77. Để cầm tay cành quý vị. Đó. Rồi, vô cái hoành luôn. Đo ngay đó là giờ hoành đo vị trí này là 20. 20 à? Đúng. Dạ. Rồi. Nếu đo trên lên tên ha. Cũng 19 mấy ha. Dạ. Đó. Nói chung là hoành nó dao động 19 đến 20. Cũng sát mí ha quý vị. Để thì trải đều bốn mặt ha. Giao lưu nha em. Dạ, cây mã 25 này em giao lưu giá là 250 ạ. Rồi, vài lời cũng nói quý vị không dạ. Nha. Dạ, cây 25 cũng là cây cuối clip và cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ạ. À. Chú anh chị xem clip có ưng được mã số nào ủng hộ không ạ? À? Dạ chào. Rồi, dạ. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.